Xin mến chào quý khán giả, các bác, cô chú, anh chị. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của cháu San. Ngày hôm nay thì cháu đang ở trên cái đoạn đường đi vào sâu tít ở trong rừng này, thăm một cái gia đình mà trước đây thì San cũng đã chia sẻ một vài lần cho tất cả các bác, chú, anh chị. Cái đợt này thì cháu cũng lên thăm và hỏi xem cái ý kiến, và nhà nước cũng có giúp đỡ thêm tiền để làm nhà cho gia đình. Thì nói về gia đình thì dân bản mọi người ở đây đặt cho cái biệt danh là giống như một cái bộ tộc người rừng vậy. Bởi vì các bác biết là tức là từ ông đến con rồi đến cháu đều không có nhà cửa và sống một cái cuộc sống lang thang, tối thì ngủ ở ngoài rừng, ở vách đá, ở hang đá, các thứ các bác. Đây, video ngày hôm nay thì cháu đang lên đến cái vị trí này thì trời mưa nên là đang trú mưa nhờ một cái chòi của bác chủ ao ở đây, là các bác làm về đây câu cá hay sao ạ. Ở đây thì khí hậu rất là mát mẻ và cũng rất là tuyệt vời luôn. Đây, cái con vịt thì đang bơi ở dưới ao như thế này. Nhìn thấy cảnh này mình cũng rất là thích các bạn. Buổi sáng dậy và đi câu, rồi buổi chiều cũng đi câu thì cũng khá là thú vị. Còn bây giờ thì chắc là anh em trời mưa như này, nhưng mà anh em sẽ đi lên ở trên rừng các bạn nhá. Cũng khá là xa đấy. Hiện tại thì trời vẫn chưa tạnh mưa. Chúng cháu có đi theo cái con đường bê tông nhỏ nhỏ này đi lên tít ở trong rừng. Thì không biết là gia đình có ở trên đó hay không, hay là hiện tại thì cái cuộc sống của gia đình ở trong này thì sẽ ra sao. Cách đây ở một năm trước chúng cháu có đi con đường này, lúc đó là chưa có bê tông các bác ạ. Tuy nhiên thì bây giờ đã đổ bê tông rồi. Các bác biết không, vừa nãy cháu vừa đến cái vị trí bên này có một cái hòn đá rơi từ trên tà ly xuống. Trời mưa như này di chuyển cũng rất là nguy hiểm luôn, nhưng mà đặc biệt là phải quan sát. Đây này, nhìn những cái vị trí này có thể là sạt lở, bởi vì các bác xem này, nước khá là to. Cái vị trí này mình thực sự quan sát. Trời rất nóng các bác. Không phải trời nóng mà là trời thì đang mưa, nhưng mà mình đi đường nên là rất là nóng luôn. Đây các bác thấy này, toàn rừng hết. Chỗ này thì sạt lở cũng rất là ghê nhá. Và đặc biệt là ngay trên này cũng có, mùa này là có mang nứa rồi. Đây, hôm nay là cháu với lại cháu Pao là hai cháu có đi vào. Tuy nhiên thì trời rất là mưa, còn không biết là có gặp được gia đình hay là bé ở trên này hay không nữa. Nhìn cái vị trí này cũng khá là nguy hiểm đó. Đây, các bác ạ, về đến đây chắc phải mất 40 phút lên đến trên này rồi. Thế là gia đình vừa đi đâu làm gì vậy ạ. Ôi, trần quá. Chào chú nhá. Chú. Mưa mới đi. Cái này là cái đeo. Đeo à? Cái đeo. Cảm ơn con. Đấy, bé rất là ngoan luôn. Lấy ghế cho mình ngồi. Đây này là cây đeo, chắc là gia đình lấy về ăn đúng không? Lấy một củ nấu ăn đấy, đi bán. Tức là gia đình nấu ăn, sau đó mà mang củ đi bán nữa. Thế là hình như là chú vừa mới lập thêm cái này à? Cái này làm từ lâu rồi ấy. Làm từ lâu rồi à? Là 2 năm rồi ấy. Ui, trời mưa như này các bác xem cái vị trí này vào nước này. Đây, bé đang nuôi một con chim đáng yêu chưa? Đây, Mấy con chim rất là đáng yêu luôn nhé. Nhà con ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn sáng hay là ăn trưa? Ăn sáng thôi. Ăn sáng thôi á? Ừ. Ăn một bữa thôi à, một ngày? Ừ, bữa thôi. À. Đây. À, hình như mẹ của bé thì đang tại vì trời mưa nên là cũng không biết làm gì. Chỗ này nước mưa xuống này các bạn này. Nước mưa xuống, dọ xuống như này, rích rác. Tại vì là những cái này là lá cọ ngập lâu quá thì nó sẽ mục và nước mưa nó vào. Bây giờ trời mưa nhưng mà anh em này vào đến đây cũng rất là nắng. Thế là nhà mình lên trên này sống lâu chưa chú Trinh? Lên đây được 2 tháng rồi. 2 tháng rồi á? Ừ, 2 tháng rồi. À, tức là nghỉ hè phát là xuống lên trên này rồi. À 2 tháng ở đây rồi. Mùa này thì có kiếm được cái gì bán không? Không có. Hồi hôm qua đi lấy mang đi đuổi gạo. À, có mang chưa? Có rồi. Có mang nữa à? À, là có rồi. Hôm nay ngày máng đi lấy thì nó vừa mới đi về nữa mà. À. Nó cởi bóc đi ngoài cái tắm kia. Nó có áo mặc hộ chú cái áo, mặc hộ cháu cái áo. Thế là mang nữa à? Rồi mang kia nữa. À. Ôi dồi ôi, bao giờ mới tạch mưa bây giờ. Thật sự lên trên này rất là xa xôi luôn. Rất là may mắn mà gia đình sống ở đây á. Tuy nhiên thì cái con đường này á, là một ông chủ làm kinh tế ở trên này, ông lại đào đường đi qua đây. Chứ còn ngày xưa á, là cách đây vài năm trước á, là đi theo cái con đường nhỏ xíu như này. Lúc đấy là gia đình đã sống ở đây rồi. Thì nói chung là mình cũng nhiều lúc á, ở hang bà đi đâu đó thì đây bé chưa một mình ở đây, chắc cũng rất là quen. Tuy nhiên thì mình cũng khá là tội những cái đứa nhỏ bằng này á, các bác, những cái đứa nhỏ bằng này á là cũng có bạn bè các thứ để vui chơi, nhưng mà sau khi mà nghỉ hè á, là bé cùng với ba mẹ, đây là cái ngôi nhà của gia đình á, thì là sống ở trên này. Còn lúc đi học ấy, thì cũng sống nhờ chú này chú nọ thôi, lang thang ở bên ngoài thôi, không có nhà cửa rồi. Rồi là thời gian trước thì cháu cũng đã chia sẻ với các bác về cái kinh phí, cũng như là mong các bác sẽ giúp đỡ cho bé. Còn ông bà thì cũng khờ khạo thì cũng không biết cái gì cả, chỉ có sống qua ngày thôi. Hôm nay kiếm, hôm nay sống, ngày mai thì tính tiếp. Cái cuộc sống nó như là cái thời những cái thời ngày xưa vậy, cái thời bao cấp hay cái thời ngày xưa gọi là tự cung tự cấp, là mình kiếm được cái gì thì ăn cái đấy thôi. Đừng có hôn con chim. Nó thích con chim. Thế ở đây là chỉ có chơi với chim thôi à? Có buồn không chứ? Tưởng là gia đình mình không ở trên này. Mà. Dạ, tưởng là không ở trên này nên là không có mua cái gì mang lên. Trời rất là nóng. Nên là không mua cái gì. Ở đâu mà đi mua đồ, không có tiền nữa rồi. Vâng. Mưa này thì không kiếm được cái gì đâu nhờ. Không kiếm được tiền đâu. À. Sao mà nấu cơm lại bỏ vào đây này? Hôm nay nấu để ăn trưa. À. Này. Thế ăn tối cả cái này luôn chứ? À. Ở trong này mùa này toàn ăn măng hết à? Ăn măng nhưng mà có thể mua thịt. Thế cháu hỏi một tí là thời gian vừa rồi là, tức là cháu nghe nói là bên khi có hỗ trợ tiền để làm nhà thì có báo với chú chưa? Con cũng thấy nó báo rồi, lâu quá rồi. Không báo á? Bảo là 40 triệu thôi mà, nếu mà hỗ trợ dưới thôi, nhưng mà nó không đưa cho mình đâu. Không, ý là làm sao mà đưa cho chú có biết làm đâu. Bây giờ là tức là các anh ở bên đấy cũng có liên hệ với cháu là ở trên đó thì làm ở trên đấy thì nhà chú là không ở. Thì thôi thì làm cái đất mình mua đấy. Thì chú ở dưới này làm. Thì có liên hệ với cháu thì họ cũng không có biết là nhà chú ở đâu đâu. Họ còn không biết nhà chú ở đâu ạ. Có vang cứ ở đây này thôi. Vâng. Đấy nên là tìm chú để trao đổi là, tức là bên đấy làm á, thì cũng không đủ kinh phí ấy. Thì cháu sẽ cái số tiền mà 15 triệu á, chú còn nhớ không? Còn tiền 15 triệu á thì cháu sẽ hỏi xem bên đấy như thế nào rồi là góp phần vào đấy để làm nhà nhé. Vâng. Đấy. Chứ năm nay cũng học lớp 3. Chưa đến lớp 3. Năm nay mình lớp 2 á? 2 tháng nữa, học hết lớp 2 rồi. À, hết lớp 2 rồi à? Học hết lớp 2 rồi. Con học hết lớp 2 chưa? Học hết rồi. Sắp tới là học lớp mấy? Học lớp 3. Học đến lớp 3. Cho chú cái mic. Trời ơi. Các bác của chú anh chị mọi người xem này, cháu hiện tại bây giờ trời mưa như thế này mà mình chạy mồ hôi mỏm luôn á, ướt hết cả áo luôn, đằng sau là ướt hết luôn. Không phải là mà mưa ướt mà là nóng ướt ấy. Bởi vì đi đường á, rất là nóng hiện tại bây giờ. Mưa thế này phải mang cái áo mưa đi chứ, mang ni lông đi. Chỗ thì rất là hẹp, bây giờ là mình chỉ có ngồi ở hiện tại bây giờ chỉ có một tí tẹo chỗ này thôi để ngồi đây thôi. Ở đây thì nằm sâu trong rừng ấy. Cũng không phải là đất của họ đâu mà là đất ở nhờ thôi các bác, đất ở nhờ thôi. Thường ấy, bé lớn lớn một chút như này thì như vừa nãy cháu đã nói đấy, theo ông bà đi làm là cho bé ở mình đây thôi. Cái này gọi là chim gì chứ? Chim vàng á. Con chim này nhìn ngoan đấy, nó không biết bay à? Không bay đâu. Biết bay nó còn biết ăn này. Hay đấy, con này nuôi rất là đẹp luôn, làm cảnh làm thú vui. Bé ở trong này không có cái gì nghịch cả. Bây giờ trời lại còn mưa to nữa chứ, tiếp tục mưa to nữa. Cái căn nhà thì quá nhỏ, mình chỉ có xoay người thôi. Bên trong này là làm chỗ ngủ này, là một cái chăn rất là mỏng. Làm đây chỗ ngủ với lại ở đằng bên trong này á. Ngày trước đây thì là gia đình có đốt lửa nấu nướng ở đây, còn bây giờ thì nấu nướng ở bên ngoài. Cháu vào đây cho các bác xem đây. Lá rút chỗ này là giải cái bạt lên thôi, chứ còn bình thường là cũng trời mưa là sẽ vào đấy. Ai mua con gấu cho con đấy? Bố à? À. Ôi, trời tiếp tục mưa to. Đây là xung quanh của căn nhà đây các bác ạ. Mình nhìn ở cái góc này. Cái này là nấu kiểu gì ăn? Nè. Vâng. Đi lấy về thái xong rồi xào ăn thôi. À, thái về xào ăn à? Ừ. Có ngon không? Ngon. Ngon á? Nó ăn như măng à? Không, không phải ngon như mang đâu. Nó lại có vị khác à? Đúng rồi. Cái này cái lá nó dài dài này. Cái này. À, nó giống như kiểu cái này là cái cây cọ đúng không? Không phải cái cọ. Cái tao à? Leo. Giống như kiểu cây cọ nhìn. Thế còn cái này là làm cái gì? Mang à? Mang chua à? Ừ. Bây giờ là nhà mình lấy nước ăn ở đâu? Ở đấy có mà. Cháu mà vải nước đây này. Cháu vải nước ở đây này. Đây cái chỗ này là cái vách khá là cao nhé. Bên dưới là những cái tầng ly ấy. Còn nước là hiện tại bây giờ là chắc là gia đình xin của công ty. Tức là xin của người ta là cái ống dây này. Ngày trước là người ta kéo để làm đường ở đây. Gia đình xin. Đây là cái kinh tế của gia đình nhé các bác nhé. Kinh tế của gia đình làm về bán củ này là gọi là củ nghệ đen này. Các bác cô chú anh chị mọi người có lấy những cái củ bột, củ nghệ đen, củ nghệ vàng thì các bác cứ liên hệ với cháu. Đây củ nghệ đen là khác hơn, là cái cuống ở bên dưới này cũng màu đen, ở bên trên màu đen này. Rồi cái này là mì hay còn gọi là trên Tây Bắc chúng cháu gọi là sán đó. Rồi là trồng để làm cơm ăn. Nhà thì đi lên từ đây. Cái căn nhà rất nhỏ. Cái này thì đối với gia đình là nhà, nhưng mà đối với mình á thì chỉ như là một cái lán thôi các bác ạ. trời mưa thì không biết tạch, nên là mình rất là khó để có thể chia sẻ cho các bạn. Ở đằng bên này đây, các bác thấy đây, nhặt cả hòn đá để xếp lên như này. Còn mối mọt cũng ăn cả bên này nữa, cái này cũng nhặt hòn đá xếp lên như là bên trên nhà. Còn mọt cả cỏ nữa các bạn. Toàn bộ khu vực này toàn là rừng già hết, xung quanh là chẳng có ai cả đâu. Ôi rồi, thế là gia đình mình đi từ đây ra lấy nước à? Đi vòng cái đường ô tô này đi. À, vòng dưới à? Ngã phát đây thì. Ôi. Mọi người đi đâu đấy? Đấy họ nó đi trồng chè. À, họ đi làm kinh tế ở trên này. Ở đây trồng chè. Trên này chắc là làm thuê thôi đúng không? Làm thuê đó họ không có khách làm thôi. Họ không thuê chú à? Không thuê. Cái này thì mang đi bán được bao tiền? Rẻ thôi mà, một củ 100. Một củ 100.000 á? 100.000. Một củ 100.000 cũng được mà. Nhưng mà khách tí ăn như này được không? Ăn được. Ăn sống được à? Để lấy cái non kia ăn đi. Cái ngọn ngắn đấy. Nhưng mà tí chú mang đi bán mà. Ăn tí không sao đâu bà. Ừ. Cái non cái này. Đã thử một tí nhé. Vâng. Còn cái nhỏ dưới này. Đấy, cái đây với à, đây à? Cả dưới. Đấy. À. Ôi. Tiếc quá. Chú không biết chặt đi. À nhưng mà đây thì cũng gần nha, trong rừng thôi. Thì chắc là có lẽ cũng đi kiếm đơn giản lắm. Chưa ăn không? Nó ăn chán thôi gì đó. Ăn chán rồi hả? Đấy. Đây là thức ăn chính của gia đình nhé. Không nữa ăn được. Ăn được không? Ăn sống ngon. Ngon lắm các bác. Ngon lắm. Không biết là các bác ở dưới xuôi có ăn bao giờ chưa? Cái đeo. Ngon lắm. Nó ăn mấy lần rồi, hôm nay nó mới lại ăn rồi. Mua về làm lộn rồi, chua ăn được. Vẫn làm lộn được á? Ăn nó bùi là rất là ngọt rồi. Được á. Tôi thấy là thường là những cái gia đình sống ở trong như này là cũng chủ yếu là kiếm những cái cây này ăn. Cái thời xưa ông bà ta thì cũng ăn những cái cây này, lúc đó cũng không có cơm ăn á. Ông chi nhà ngày xưa không có cơm ăn, chúng ăn này nhỉ? Không, ngày xưa không ăn mấy. Ăn chứ? Không ăn. Không là nó ăn một bữa. Ngày xưa là ăn. Ngày xưa đi đào củ mài về nấu ăn. Củ mài với củ sáng. Sáng. Mài là sáng. Kiếm được tiền là để mà đi mua gạo. Hôm qua đi lấy được 15 cân mang nứa. Hôm đấy bảng Thái đuổi được 8 cân gạo. Nó một cho 100.000. Thế chú kể lại cho tất cả mọi người, chú ở chỗ này bao nhiêu năm rồi? Đây á? 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi á? 6-7 năm rồi. Đó, không bên nào. Nhà mình ở đây được 6-7 năm rồi á. Con này năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. 8 tuổi. Thế là lúc bé chú sinh ra mới ở đây à? Ông sinh ra thì ở dưới Pao Phang. Ở được 1 năm ở dưới kia là lên đây à? Không phải, dưới Pao Phang không phải 1 năm đâu. Hơn chùn năm rồi. Vâng, hơn chùn năm rồi. Đúng rồi, con gì sống ở dưới đó mà. Thì hôm nay thực ra thì cháu cũng sợ rằng lên trên này không biết có gặp nhà chú hay không. Thường cháu thấy là bố ông tức là ông của chú cũng rất là tội nghiệp. Ông ấy hình như là gia đình mình ở đâu là ông cũng biết đấy. Biết mà. Ông biết đấy. Nó lang về ở đây. Mà hôm kia ông cũng lên đây à? Lên mà. Ông còn nhặt cả lon các thứ ở dưới để dưới đường đi bán lấy tiền đấy. Nó treo rồi đấy. Vâng, treo ở chỗ những cái cây á. Đấy, cây mít đấy. Vâng. Là cho gia đình mình đi bán à? Không đâu đảm bảo đâu. Nếu chỉ treo ở đấy nó đi rồi gì nữa. À, nhưng mà lúc nào chắc ông cũng nhặt đi bán chứ. Ông gom vậy chứ ông bán chứ nhiều lúc ông có tiền mà. Có thì có, nhưng mà tiền này tiền của nó. Đương nhiên rồi. Đấy, cái cách nói chuyện là các bác thấy là tức là hai ông bà cái kiểu khờ khờ, lại không phải khờ khờ mà biết nói một tí tiếng phổ thông. Đấy. Nên thành ra là tức là cái suy nghĩ, cái đầu óc á là giống như một cái đứa trẻ vậy. Thế chứ là bây giờ con có muốn có nhà chưa? Có. Có à? Ừ. Con có thích là ở đây hay là ở trên Hồng Thu? Ở đây. Ở dưới này à? Ừ. Thế là làm nhà dưới kia nhé. Dạ. Ừ. Hôm nay thì cháu cũng không biết là lên trên này thì gặp được chú Trinh ạ. Dạ. Thì nói chuyện với chú là như cháu bảo đấy, cái số tiền còn lại hoặc là nếu mà trong thời gian sắp tới á, bên đấy có xuống dưới này làm nhà thì đương nhiên là phải báo cho chú trước, kể cả như là không cháu ở đâu. Vâng. Ở nhóm 3 đây thôi. Đấy, kể cả như là cháu có bàn giao cái tiền đó cho họ làm nhà thì cháu cũng phải báo cho chú. Vâng. Để còn biết là số tiền đấy là giao cho ai rồi. Chưa hỏi nó chưa bảo mình đâu. Chưa bảo chú đâu đúng không? Chưa bảo. Rồi, nó cháu... nói là 40 triệu. Vâng, cháu sẽ bảo với thôi. Bảo với họ là xuống đây nói chuyện với chú làm ở đấy thì và cháu có đương nhiên là họ làm ấy, thì cháu sẽ bàn giao cái số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bé Chư ấy, là giúp được 15 triệu thì lấy đấy, thì sẽ Hồng Thu về cộng lại đủ bao nhiêu đấy, thì để làm nhà còn lại đủ 40 triệu hay là được 55 triệu, 55 triệu này. Ừ, tất cả được 55 triệu thì xem là 55 triệu xem là trên đấy họ đấy xuống làm nhà như thế nào. Vâng. Thì lúc đấy thì mình cũng phải Tết đến Tết thì bị làm rồi, không biết có lúc nào làm nhanh nữa mà 2 tháng nữa thì xong rồi gì nữa. Ừ. Con có đủ quần áo mà không? Đủ chứ, đâu quần áo con đâu, để dưới nhà chú Linh ấy, con ai bao tải để Linh đến đâu cũng vác theo chiếc xe đạp này. Một cái gia đình cũng rất là tổ nghiệp luôn. Nó đi thay cái đúa xe đạp này rất tội luôn. Họ đấy đầy đắt lắm này. Ừ, nhưng mà cái cách nói chuyện của họ là không có biết diễn đạt cái gì gọi là đối với mình cả. Họ suy nghĩ cái gì thì họ nói như vậy các bạn. Thì hôm nay thì cháu cũng chị vào đây tiếp tục chia sẻ cho các bác cũng trong cái thời đại này vẫn còn có những cái hoàn cảnh như thế này á, thì mình cũng hay riêng chỉ có người lớn á, thì thôi như thời gian trước cháu đã nói, tội nghiệp nhất là bé này này, bé chẳng hiểu cái gì cả, bây giờ bé chỉ có 8 tuổi thôi, thì thời gian sắp tới bé 10 tuổi 11 tuổi lúc đó thì bé sẽ cảm nhận được sao mà mọi người có nhà có cửa để ở, mình chỉ có là ở chỗ này ở chỗ nọ, cái cuộc sống lang thang và bé cũng sẽ buồn. Và nhiều lúc á thì cháu đã nói với ông bà đấy, bé mà sau này lần chút bé biết đi làm thuê thì có thể là bé đi làm thuê bé còn không về luôn á. Đấy, chứ còn hai ông bà thì họ không có lường trước được bất kỳ một cái gì, tức là cái suy nghĩ của hai ông bà là suy nghĩ thực tại thôi, không có suy nghĩ đến ngày mai cả, không có nghĩ là ngày mai sẽ ra sao, là hai ông bà là sẽ không có nghĩ. Đấy, cho nên thì mới rơi vào một cái cảnh như thế này. Thì trong thời gian sắp tới nếu mà các bác cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân mà tiếp tục mà muốn giúp đỡ cho bé thì cứ liên hệ cho cháu San các bác nhá. Ở xã hội bây giờ mà có những cái cảnh như này thì cũng rất là xứng đáng để giúp đỡ cho họ có thể thay đổi cái cuộc sống, cũng như là giúp đỡ cho những cái đứa nhỏ ở vùng cao có một cái cuộc sống tốt hơn. Thì cái căn nhà làm như thế nào á, rồi cháu sẽ thông báo lại cho tất cả các bác của anh chị ra sao, làm ở đâu các bác nhé. Tức là đất thì là gia đình ngày trước cháu cũng giúp đỡ gia đình mua được một mảnh này nhỏ rồi, thì hiện tại bây giờ trên sáng làm thì cũng gia đình không có ở cả, thì trên sáng bảo là thế thôi thì thống nhất là xuống dưới này làm, dưới này cũng được, ở dưới này thôi, còn dưới này cũng được, thu lạnh lắm. Thưa chào ông bà cô bác này, con chào chú, con chào ông bà cô bác, chú con chào ông bà ông bác. Ừ. Đấy. Thế con vừa nãy là hình như chú đến đây thấy con cầm sách à? Ừ. Đang họp à? Ừ, bé Chư cũng họp rất giỏi luôn đấy. Cái năm vừa rồi năm lớp 2 là bé cũng được học bổng. Ừ. Năm lớp 1 cũng vậy, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc các bác. Ở đây là cháu cũng đến đây chia sẻ cho các bác thấy là sắp tới thì làm nhà như thế nào, và cũng mong các bác giúp đỡ cho bé các bác nhé. Hôm nào mà cháu tiếp tục đến đây để có thể là mua cái gì đó cho chư nhá. Mấy nữa chú lên thì chú mua cho cái gì nhá. Tại vì này chú sợ là lên trên này là không gặp gia đình. Nó thế ở Pha So mà chú đi qua. Đấy, con chim này ngoan chưa? Đấy, đấy bạn của chư đấy. Rất là ngoan luôn. Cái này chim non à? Chim non mà. À. Cái này là chú đi bắt về à? Nó bay về, thấy là bắt về. Nó tự bay về đây à? À, đấy, ngoan chưa? Quá ngoan luôn đấy. Nó còn tự biết ăn đấy. Đấy, bây giờ là mình lên trên này chắc có lẽ là 1 tiếng đồng hồ rồi. Trời vẫn không có tạch mưa, vẫn tiếp tục mưa. Và có thể là buổi chiều ngày hôm nay sẽ mưa rất là lâu. Và cháu cũng có người chơi trên này vừa thông báo cho chú hỏi xem là cái tiền năm mà sắp tới là làm nhà thì bên xã đã thông báo cho gia đình chú hay chưa, hay là ai là đảm nhiệm như thế nào. Thì lúc đó thì cái số tiền còn lại của quý mẹ Thạch Quân là cháu sẽ bàn giao cho bên tiếp nhận và làm nhà, cùng kết nối và làm cho về chư một cái căn nhà để ở dưới này có nơi để ở tránh nắng tránh mưa, đỡ vất vả đi cái phần nào đó các bác nhá. Đấy, ngày hôm nay thì chúng cháu cũng đến đây chia sẻ một chút như vậy thôi. Chú ơi, thế chú về nhá, bye bye con. Đấy, bé rất là ngoan. Đây là video ngày hôm nay cháu cũng xin kết thúc tại đây các bác nhé. Rất là cảm ơn các quý nhà hảo tâm trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với cháu để giúp đỡ cho bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.